shop thời trang thuê nhân viên trẻ đẹp phục vụ khách. Thanh niên dừng xe trước chốt kiểm dịch xin bắt mình nhưng thái độ của cán bộ trực chốt gây ngỡ ngàng. Chở người phụ nữ làm lây lan dịch, tài xế bị tạm giam. Hà Nội, thông tin mới nhất về việc gọi trẻ em đi xét nghiệm Covid gây bức xúc. Chân dung bà trùm xinh đẹp mở sới bạc khủng, mạo danh chủ tịch huyện nhắn cho ông Đoàn Ngọc Hải xin hỗ trợ gạo. Hà Nội, người đàn ông quay xe bỏ chạy, lăng mạ tổ công tác ở vùng đỏ. Tự xưng giảng viên khoa sư phạm văng tục, lăng mạ tổ công tác phòng chống dịch. Hà Nội, 8 người phụ nữ say sưa đánh bạc ăn tiền giữa dịch Covid-19. 40 giờ truy bắt đối tượng vận chuyển gần 1 kg chất cấm. Người đàn ông thông chốt kiểm dịch còn ngang ngược cãi cùn suốt 9 phút. Giám đốc bệnh viện Hùng Vương lấy ảnh cháu bé đang chiếu đèn tắm rồi suy diễn thiếu tã, thiếu sữa để kêu gọi từ thiện. Phát hiện nhóm người trốn trong xe luồng xanh, một người nghi mắc Covid-19. Kẻ nghiện chất cấm lao xe vào cảnh sát thành phố Hồ Chí Minh. 6 thanh niên thuê khách sạn để nhậu khi giãn cách xã hội. Cao Bằng, 3 người dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam bị phát hiện. Quý vị vừa điểm qua những tin tức chính có trong chương trình ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Chủ shop thời trang thuê nhân viên trẻ đẹp phục vụ khách. Công an đột kích vào shop thời trang và phát hiện có 2 phòng đang tổ chức sử dụng trái phép chất cấm. Mới đây, một điểm bay lắc núp bóng một cửa hàng thời trang có 17 nam nữ dương tính với chất cấm vừa bị công an tỉnh Quảng Ngãi triệt phá. Được biết, cửa hàng này có tên là Shin ở 39 Trần Thủ Độ, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, do Đoàn Thị Tố Loan, 26 tuổi, ngụ tổ 7, phường Nghĩa Chánh làm chủ. Theo thông tin ban đầu, sau khi mở cửa hàng, Loan đã tuyển nhiều nữ nhân viên trẻ đẹp để bán hàng. Thực chất, Loan thuê cửa hàng trên nhằm mục đích hoạt động chất cấm. Cụ thể, tại tầng trệt được Loan bố trí cho một hoạt động shop thời trang bán quần áo. Tầng 2, Loan thiết kế làm phòng bay lắc với hệ thống cách âm hiện đại, cung cấp các loại chất cấm, dụng cụ sử dụng hoặc từ khách mang đến. Nhằm che mắt người dân và cơ quan chức năng, hàng ngày Loan và các nhân viên đóng vai bán quần áo. Khi có khách đến bay lắc thì được hướng dẫn lên tầng 2 để sử dụng chất cấm. Bà chủ cũng sẵn sàng cùng khách bay lắc nếu như có nhu cầu. Sau quá trình theo dõi, tối ngày 10 tháng 9, trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về chất cấm công an thành phố Quảng Ngãi ập vào kiểm tra bất ngờ shop thời trang trên và phát hiện có 17 nam nữ đang mở tiệc chất cấm tại tầng 2. Cơ quan công an thu giữ tại hiện trường nhiều loại chất cấm tổng hợp và dụng cụ sử dụng chất cấm. Kết quả test nhanh cũng cho thấy cả 17 người đều dương tính với chất cấm. Công an đã lập biên bản, phân loại 17 đối tượng về các hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất cấm, tổ chức sử dụng trái phép chất cấm và vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh khi tỉnh Quảng Ngãi đang thực hiện giãn cách xã hội. Được biết, Quảng Ngãi đang áp dụng chỉ thị 15 đối với toàn thành phố Đà Nẵng để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, bất chấp quy định, nhiều đối tượng vẫn tụ tập sử dụng chất cấm và bị bắt quả tang. Khoảng 2 giờ sáng ngày 9 tháng 9, đội cảnh sát phòng chống tội phạm về chất cấm công an thành phố Quảng Ngãi và công an phường Lê Hồng Phong đã kiểm tra phát hiện tại một phòng thuộc nhà nghỉ ở Hải Hà, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi có 6 đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất cấm và vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Qua điều tra ban đầu, trong nhóm trên có đối tượng tên Thành từ thành phố Hồ Chí Minh về đã thực hiện cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Cụ thể là nhà nghỉ Hải Hà và đã hết thời gian cách ly. Tuy nhiên, đối tượng Thành đã lôi kéo bạn bè đến ăn nhậu, sử dụng trái phép chất cấm và vi phạm các quy định về thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Thanh niên dừng xe trước chốt kiểm dịch xin bắt mình nhưng thái độ của cán bộ trực chốt gây ngỡ ngàng. Dù đã nài nỉ xin chiến sĩ công an bắt mình và than thở chuyện đi buôn lậu mệt quá, nhưng các cán bộ trực chốt vẫn vui vẻ tiếp đón nam thanh niên này, khiến dân tình không khỏi ngạc nhiên. Mới đây, cộng đồng mạng đang xôn xao bàn tán về đoạn clip do một nam thanh niên đăng tải khi đi qua chốt kiểm dịch và xin công an bắt mình đầy khó hiểu. Theo đoạn clip, nam thanh niên này điều khiển chiếc xe máy cũ đi thẳng tới chốt kiểm dịch và dừng lại trước một chiến sĩ công an nói: "Anh công an hay là anh lụm em đi?" Nhưng chiến sĩ công an lùi lại, nói tỉnh bơ: "Lụm ông chi?" Nam thanh niên vẫn cố nài nỉ bắt mình và tự nhận dạo này đi buôn lậu. "Mấy nay em đi buôn lậu hoài em mệt quá, mưa nắng khổ quá, anh lụm em vô trong cho mát mẻ." "Anh công an, hay là anh lụm em đi anh?" "Thôi lụm, lụm ông chi cha. Má, mấy nay em đi buôn lậu hoài mệt quá, mưa nắng em khổ quá, anh lụm em vô trong cho mát mẻ anh ơi." Lúc này, một cán bộ trực chốt khác đi từ trong ra, tỏ rõ sự vui vẻ khi thấy thanh niên trên khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng. Chưa hết, chiến sĩ công an này còn niềm nở mời anh chàng này uống nước.
Cho miếng nước uống đi, nhiều khi cũng muốn các anh lụm lắm. Đi buôn lậu mệt lắm anh ơi. Nam thanh niên lại than thở. Hả? Nước không? Có nước không? Có. Cậu miếng uống đi. Nhưng mà nước ngọt nha. Ok, ok. Bị ok luôn. Nhiều khi muốn mấy anh lụm. Muốn mấy anh lụm em lắm á. Cứ đi buôn lậu mệt quá anh ơi. Khi chiến sĩ công an mang ra lon nước như đã hứa, nam thanh niên này nhận bằng cả hai tay cùng lời cảm ơn vui vẻ. Mọi người giữ sức khỏe nghen. Chàng trai chào tạm biệt. Tuy nhiên, trước khi đi, anh chàng vẫn không quên nhắc. Mai mốt kiếm em mệt lắm đó, em đi đầu thú thì không chịu. Anh đi hái bí đao hả? Hái bí đao hả? Cảm ơn anh. Mọi người giữ sức khỏe nghe. Lấy khẩu trang đeo nha. Thế vậy? Cho người khác đi. Ok. Em đi nha anh. Bánh này không ăn nổi. Ngắn lắm rồi. Không lụm em là mai mốt kiếm em mệt lắm á. Bây giờ em đầu thú không chịu. Đi về nhà hả? Cuộc nói chuyện ngắn đầy thú vị này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự thích thú và xôn xao bàn tán trước sự nhiệt tình của nam thanh niên, cũng như sự đón tiếp niềm nở từ các chiến sĩ công an. Khi biết được danh tính thật của nhân vật chính, ai nấy đều bật cười. Hóa ra đó là Lâm Ống Húc, chàng trai chăm chỉ trao tặng nhu yếu phẩm cho người nghèo suốt mùa dịch với hình ảnh quen thuộc gắn liền với chiếc xe máy cũ chở đầy đồ. Dân tình đoán rằng có lẽ vì đã quá quen mặt và biết đến những hành động đẹp của chàng trai này nên các cán bộ trực chốt mới vui vẻ đến vậy. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Chở người phụ nữ làm lây lan dịch, tài xế bị tạm giam. Hậu với Hương đi xe tải luồng xanh từ thành phố Hồ Chí Minh về Hậu Giang để thu mua nông sản và làm lây lan dịch COVID-19. Trong 17 F1 liên quan Hương có một người trở thành F0. Chiều 12 tháng 9, Công an huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Phước Hậu, 31 tuổi, ngụ huyện Vị Thủy, về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Theo hồ sơ vụ án, Hậu quen biết với Nguyễn Thị Thu Hương, 48 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Khi các tỉnh, thành phố phía Nam giãn cách xã hội, hai người bàn cách mượn xe tải đăng ký luồng xanh của một người thân để đi mua nông sản ở miền Tây rồi trở lên thành phố Hồ Chí Minh bán. Ngày 14 tháng 8, Hương được Hậu chở đến nhà anh ruột tại xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp. Chính quyền sở tại phát hiện, yêu cầu hai người khai báo y tế. Hương với tài xế khai không đi thành phố Hồ Chí Minh mà chỉ đến huyện Trà Ôn của tỉnh Vĩnh Long. Hai người từ chối việc đi cách ly tập trung và viết cam kết quay về thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, từ chiều ngày 14 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8, Hương và Hậu tiếp tục có mặt tại một nhà trọ ở thị trấn 1000 và ấp Trường Bình A của xã Trường Long A. Tại đây, cơ quan chức năng đã phát hiện Hương tiếp xúc nhiều người. Kết quả xét nghiệm Hương dương tính, Hậu âm tính với SARS-CoV-2. Trong 17 F1 liên quan Hương, có một người trở thành F0. Ngày 4 tháng 9, Hương bị Công an huyện Châu Thành bắt tạm giam về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Đến sáng ngày 13 tháng 9, tỉnh Hậu Giang ghi nhận 467 F0 và có 382 người được điều trị khỏi bệnh. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Hà Nội, thông tin mới nhất về việc gọi trẻ em đi xét nghiệm COVID gây bức xúc. Hà Nội đang tiếp tục rà soát xét nghiệm COVID-19 cho người dân trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, đối với trẻ em, không yêu cầu 100% trường hợp phải xét nghiệm. Sáng ngày 13 tháng 9, bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, thành phố Hà Nội tiến hành xét nghiệm thần tốc diện rộng nhằm sàng lọc phát hiện người mắc COVID-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, một số địa phương áp dụng tùy tiện, hiểu một cách khác nhau về chủ trương của thành phố, đã tiến hành xét nghiệm cho trẻ em dưới 12 tuổi gây bức xúc trong dư luận. Vì vậy, Sở Y tế Hà Nội đề nghị các địa phương rà soát lại các đối tượng cần xét nghiệm, đảm bảo không bỏ sót F0 trong cộng đồng, nhưng cũng không tạo ra bức xúc trong dư luận. Những trường hợp dưới 12 tuổi chỉ phải xét nghiệm trong trường hợp có biểu hiện nghi mắc COVID-19 hoặc là những khu cách ly, phong tỏa như ổ dịch Thanh Xuân Trung. Nội dung thông tin từ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội. Trước đó, trong những ngày qua, một số quận, huyện, xã, phường gửi thông báo tới các khu dân cư, cư dân các tòa nhà để thông báo về việc xét nghiệm diện rộng. Trong đó có nơi thông báo xét nghiệm cho trẻ em dưới 12 tuổi, đặc biệt có nơi thông báo xét nghiệm bắt buộc cho trẻ em từ 1 tuổi trở lên, làm xôn xao dư luận. Nhiều người dân thắc mắc đăng tải lên mạng xã hội gây rối loạn, sai lệch chủ trương của thành phố Hà Nội về việc xét nghiệm toàn dân. Đề cập đến vấn đề này, tại cuộc họp trực tuyến của Sở Chỉ huy Công tác Phòng chống dịch COVID-19 với các sở ngành, quận huyện, xã phường trên địa bàn thành phố chiều ngày 12 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị rà soát lại các đối tượng để đảm bảo đúng đối tượng theo hướng dẫn của Sở Y tế, đảm bảo không bỏ sót F0 trong cộng đồng nhưng cũng không tạo ra bức xúc trong dư luận. Việc xét nghiệm cho toàn bộ trẻ em có đúng chủ trương hay không?
Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho rằng, đối với vùng đỏ và vùng cam, khu vực phong tỏa nên xét nghiệm toàn bộ 100% cư dân, kể cả trẻ nhỏ từ 1 tuổi. Nhưng đối với vùng xanh, việc xét nghiệm cho tất cả trẻ là không cần thiết, nhất là trẻ dưới 5 tuổi hoàn toàn không cần phải xét nghiệm vì trẻ chủ yếu ở nhà, không giao lưu đi lại, ông Tuấn nói. Cũng theo ông Tuấn, khi thành phố cho phép học sinh đi học trở lại, sẽ tiến hành xét nghiệm với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, đau họng. Hiện nay, thành phố đang thực hiện chiến dịch xét nghiệm và tiêm chủng cho toàn dân. Tuy nhiên, vẫn còn có những trường hợp không hợp tác. Chúng tôi mong người dân ủng hộ chiến dịch của thành phố để loại trừ F0 trong cộng đồng, cùng với chiến dịch tiêm vaccine để sớm đưa thành phố trở lại cuộc sống bình thường mới. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Chân Dung bà trùm xinh đẹp mở sới bạc khủng. Bố mẹ Dung trước đây mở tiệm kinh doanh vàng bạc, nhưng từ khi lấy chồng, Dung chuyển sang làm nghề bán buôn hoa quả. Vào khoảng 3 giờ 50 phút ngày 11 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Bình Giang phát hiện bắt quả tang nhóm đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa tại nhà của Nguyễn Thị Dung, 48 tuổi, trú ở khu 3, thị trấn Kẻ Sặt, Bình Giang. Tang vật công an thu giữ khoảng hơn 1 tỷ đồng, trong đó số tiền trên chiếu bạc là 726 triệu đồng. Nói về Dung, sáng ngày 13 tháng 9, trao đổi với phóng viên, đại diện khu 3 cho biết đối tượng này mới về khu 3 ở được 2 năm nay. Từ ngày về sống ở khu 3, Dung luôn chấp hành tốt các quy định của địa phương, nhưng rất ít giao tiếp với người dân quanh khu vực. Căn nhà Dung lúc nào cũng đóng cửa, chúng tôi ở địa phương cũng không mấy khi qua nhà Dung, chỉ khi nào có công việc gì cần thông báo mới đến. Khi công an vào kiểm tra, bắt nhóm đối tượng chơi đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa tại nhà Dung thì chúng tôi mới biết. Vị đại diện trên cho biết. Theo vị đại diện này, bố mẹ Dung trước đây có tiệm kinh doanh vàng bạc, nhưng từ ngày Dung lấy chồng không theo nghề của bố mẹ mà chuyển sang buôn bán hoa quả. Hàng ngày vẫn có một ô tô đỗ trước cửa nhà Dung. Căn nhà vợ chồng Dung đang đứng tên một người khác. Mặc dù gần 50 tuổi rồi, nhưng dáng người và khuôn mặt của Dung vẫn còn rất đẹp, xinh gái. Vì mẹ Dung cũng cùng trang lứa với tôi, nên tôi được biết, từ bé Dung cũng không phải làm những công việc vất vả, vị đại diện trên cho biết thêm. Cũng theo vị đại diện này, nhóm đối tượng bị bắt quả tang đang đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tại nhà Dung đến từ nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, chứ không phải chỉ riêng người ở Hải Dương. Nhà của đối tượng Nguyễn Thị Dung được coi là tụ điểm đánh bạc có quy mô lớn, diễn ra trong thời gian dài và có nhiều đối tượng tham gia. Mạo danh chủ tịch huyện nhắn cho ông Đoàn Ngọc Hải xin hỗ trợ gạo. Một người đã mạo danh chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam để nhắn tin cho ông Đoàn Ngọc Hải xin 10 tấn gạo để cứu trợ cho 40 hộ dân bị cô lập. Ngày 12 tháng 9, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang, A Viết Sơn cho biết đã nắm thông tin có người mạo danh mình nhắn tin cho ông Đoàn Ngọc Hải xin 10 tấn gạo tương đương 130 triệu đồng để cứu trợ cho 40 hộ dân đang bị cô lập vì sạt lở do ảnh hưởng của bão số 5. Tôi đã yêu cầu công an huyện xác minh người mạo danh tôi nhắn tin cho anh Đoàn Ngọc Hải là ai, ở trên địa bàn huyện hay ở nơi khác để xử lý nghiêm. Nếu người này ở địa phương khác sẽ mời công an tỉnh vào cuộc xác minh làm rõ, ông Sơn nói. Ông Sơn thông tin thêm, theo kế hoạch phòng chống thiên tai của huyện, để tránh xảy ra tình trạng bị cô lập, chia cắt do mưa bão, lũ quét, chính quyền địa phương đã yêu cầu mỗi xã tích trữ lương thực, thực phẩm, đáp ứng đầy đủ cho người dân, có thể ăn từ 10 đến 15 ngày. Sau khi hết lương thực, huyện sẽ lên kế hoạch tiếp tế. Cũng theo ông Sơn, do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn huyện có mưa nhưng ở mức vừa phải, chưa có người dân bị cô lập. Huyện cũng đã huy động lực lượng túc trực, chuẩn bị kế hoạch di dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở khi mưa lớn kéo dài. Trước đó, ngày 11 tháng 9, một người đã mạo danh ông A Viết Sơn nhắn tin cho ông Đoàn Ngọc Hải qua Zalo với nội dung. Hiện tại có hơn 40 căn hộ bị cô lập do mưa gió và sạt lở do bão để xin gạo cứu trợ. Ông Đoàn Ngọc Hải xin số tài khoản của Ủy ban Nhân dân huyện Nam Giang để chuyển 10 tấn gạo. Thay vì cung cấp số tài khoản của huyện, người mạo danh này lại cung cấp số tài khoản có tên Nguyễn Văn Triều với chức danh thư ký huyện. Nghi ngờ có người mạo danh ông Sơn để lừa đảo, ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu bắt buộc phải có số tài khoản của Ủy ban Nhân dân huyện và khẳng định không chuyển tiền hỗ trợ cho cá nhân. Ông Hải sau đó đã liên lạc với ông Sơn để thông báo về việc người giả mạo. Sau khi nghe ông Sơn trao đổi về tình hình tại địa phương, ông Hải cho rằng nếu tình hình mưa lũ ảnh hưởng đến người dân thì ông sẽ trích quỹ vì đồng bào để hỗ trợ bà con. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Hà Nội, người đàn ông quay xe bỏ chạy, lăng mạ tổ công tác ở vùng đỏ. Khi đang di chuyển trên đường Minh Khai, Hà Nội, đôi nam nữ gặp phải chốt kiểm soát liên ngành. Người nam quay đầu xe bỏ chạy và sau đó có những lời lẽ thô tục, lăng mạ tổ công tác khi bị tạm giữ. Trưa ngày 9 tháng 9, Tổ công tác đặc biệt của Hà Nội làm nhiệm vụ kiểm soát người dân ra đường không có lý do trên đường Minh Khai, Hai Bà Trưng. Theo ghi nhận, lực lượng chức năng lập rào chắn tại khu vực đối diện cổng khu đô thị Times City.
Trong ca trực, tổ công tác đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch, trong đó có nhiều trường hợp quay xe bỏ chạy, chống đối hoặc lăng mạ các chiến sĩ cảnh sát cơ động. Một đôi nam nữ đi xe máy biển kiểm soát 29MD2-76220 di chuyển theo hướng Minh Khai Đại La. Khi thấy tổ công tác liên ngành, ngay lập tức người điều khiển xe máy đã quay đầu bỏ chạy. Khi bị lực lượng chức năng đón lõng, yêu cầu dừng lại, đôi nam nữ này vẫn tăng ga và phi lên vỉa hè phía trước một ngân hàng gần đó. Sau một hồi van xin mong được bỏ qua vi phạm bất thành, nam thanh niên đã có những lời lẽ thô tục, xúc phạm tổ công tác. Ai làm gì ta anh tới? Ai làm gì ta anh? À, cây! Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát cơ động đã khống chế, đưa đối tượng về chốt kiểm soát, đấu tranh làm rõ. Chúng tôi đã xin phép, chúng tôi mời anh lên, anh không chấp hành, anh có thái độ chống đối. Thì chúng tôi phải cưỡng chế. Tại chốt liên ngành, nam thanh niên vẫn tiếp tục có những lời lẽ thiếu tôn trọng tổ công tác. Thậm chí người này còn cho rằng chỉ lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát trật tự mới được gọi là công an. Sau đó, người này chỉ tay vào đồng chí cảnh sát cơ động và nói rằng ông này là ông nào, không mặc quân phục tôi không biết, trang phục này là người dân tộc. Sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền giải thích thì nam thanh niên đã nhận thức được hành vi, xin nộp phạt vi phạm hành chính và hứa sẽ không tái phạm. Cũng theo ghi nhận của phóng viên, vào ngày 9 tháng 9, hàng loạt xe máy quay đầu chạy ngược chiều, né chốt kiểm dịch tại vùng giáp danh giữa vùng đỏ và vùng xanh, đoạn chân cầu Vĩnh Tuy, Minh Khai, Hai Bà Trưng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Xe máy nườm nượp đi ngược chiều né chốt kiểm soát tại vùng đỏ ở chân cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội. Theo một người dân sinh sống ở khu vực chân cầu Vĩnh Tuy cho biết, vài ngày trở lại đây, khi có chốt kiểm soát dịch thì tình trạng người dân chạy xe máy ngược chiều xảy ra thường xuyên. Nhiều trường hợp xe máy chở hàng đã chạy ngược chiều, chạy tốc độ cao rất nguy hiểm. Người đàn ông không đội mũ bảo hiểm, tay cầm điện thoại và đi ngược chiều để né chốt kiểm dịch trên làn đường đối diện. Trước đó, bắt đầu từ ngày 6 tháng 9, các lực lượng chức năng của Hà Nội đã chính thức triển khai công tác phòng chống dịch theo 3 vùng, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Tự xưng giảng viên khoa sư phạm văng tục, lăng mạ tổ công tác phòng chống dịch. Xưng là giảng viên khoa sư phạm của Trường Đại học Thủ đô, người đàn ông lớn tiếng văng tục, chửi bậy và lăng mạ, dọa nạt tổ công tác phòng chống dịch. Sự việc khiến người dân vô cùng bức xúc. Tối ngày 5 tháng 9, một đoạn video quay lại cảnh một người đàn ông mặc áo phông, quần cộc, lớn tiếng chửi bới, lăng mạ tổ công tác phòng chống dịch. Trong đoạn video dài hơn 1 phút, người đàn ông đó liên tục chỉ tay, văng tục, chửi bới một nữ cán bộ và một nam cảnh sát tại chốt phòng chống COVID-19. Mấy cái nghị định 16, 17, đi hiến hết. Tao khẳng định luôn. Khi một thanh niên tình nguyện trong chốt dùng điện thoại quay lại sự việc thì bị người đàn ông này lao vào chửi bới, đe dọa và đòi đánh. Đấy mày quay đi, tao là Lê Trường Thanh, giảng viên khoa sư phạm. Đứng cách xa ra. Đại học Thủ đô Hà Nội. Quay nhá. Rồi chú, cách xa đâu ra, giữ khoảng cách 2 mét cháu. Chúng mày còn không đủ tuổi bằng con tao đâu. Cháu biết rồi. Đánh cho mày một phát chết luôn. Người này dùng những từ ngữ tục tĩu và xưng là Lê Trường Thanh, giảng viên khoa sư phạm Trường Đại học Thủ đô. Chưa biết sau đó lực lượng phòng chống dịch tại chốt đã xử lý sự việc ra sao. Tuy nhiên, sau khi đoạn clip đăng tải đã khiến dư luận bức xúc, phẫn nộ. Kể từ khi Hà Nội giãn cách, đây không phải lần đầu tiên xảy ra sự việc chống đối, lăng mạ tổ công tác. Nhưng sự việc người nhận mình là giảng viên của đại học mà có lời lẽ lăng mạ, tục tĩu đối với người thi hành nhiệm vụ khiến dư luận vừa bất ngờ lẫn bức xúc. Không hiểu thầy giáo kiểu gì mà lại ăn nói như vậy, có khi nào anh ta mạo danh không nhỉ? Một tài khoản Facebook bình luận. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ về hành vi, lời nói của người đàn ông này và kiến nghị nếu là giảng viên thì cần có biện pháp xử lý nghiêm minh, thích đáng từ lãnh đạo nhà trường. Hành động lời nói đó không xứng đáng với một giảng viên, một Facebooker bày tỏ. Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ chiều ngày 5 tháng 9 tại chốt phòng chống dịch COVID-19 đoạn cầu Dền, Trần Cung, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Theo tìm hiểu của phóng viên, tại bộ môn sư phạm khoa xã hội học thuộc khoa sư phạm Đại học Thủ đô có một giảng viên thạc sĩ tên là Lê Trường Thanh. Để làm rõ thông tin, chúng tôi đã liên hệ với lãnh đạo Trường Đại học Thủ đô, chia sẻ với phóng viên, một lãnh đạo của nhà trường cho biết đã tiếp nhận được thông tin từ phía cơ quan chức năng, hiện đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.
Khi cơ quan chức năng có kết luận, có thông tin đầy đủ, chính xác nhất, nhà trường sẽ phản hồi cụ thể tới báo. Quan điểm của nhà trường là xử lý nghiêm, không bao che, dung túng cho những trường hợp vi phạm phòng chống dịch nói riêng và quy định của pháp luật nói chung, vị này nhấn mạnh. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Hà Nội, 8 người phụ nữ say sưa đánh bạc ăn tiền giữa dịch COVID-19. Ngày 11 tháng 9, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết vừa bắt quả tang 13 người, trong đó có 8 phụ nữ đang say sưa đánh bạc ăn tiền tại phường Mễ Trì giữa lúc 10 quận nội thành thực hiện giãn cách xã hội. Công an quận Nam Từ Liêm cho biết khoảng 15 giờ ngày 10 tháng 9 đã tiếp nhận tin báo của người dân về việc có nhiều người tụ tập vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19, có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại số nhà 22, ngách 36/31 Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Ngay lập tức, lực lượng công an tổ chức kiểm tra ngôi nhà này và phát hiện 13 người đang tụ tập đánh bạc. Qua xác minh ban đầu, ngôi nhà là của vợ chồng ông Ngô Duy Nghị, 57 tuổi, và bà Ngô Thị Bằng, 56 tuổi. Hai người đã rủ 11 người hàng xóm quanh nhà đến đánh bạc. Theo cơ quan công an, quá trình đánh bài ăn tiền, 13 người này đều không thực hiện quy định về phòng chống dịch bệnh, tụ tập đông người, không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách. Công an quận Nam Từ Liêm đã thu giữ tại chỗ các tang vật liên quan đến vụ việc, gồm 6 bộ bài tú lơ khơ, 15 điện thoại di động và 27,8 triệu đồng. 13 người đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra, hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, những người này cũng bị Ủy ban Nhân dân phường Mễ Trì lập hồ sơ xử phạt vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, đã đề xuất xử phạt 2 người theo điểm C khoản 3 điều 12, nghị định 177 và 11 người còn lại theo điểm A khoản 1 điều 12, nghị định 177 của Chính phủ. Chuyển sang thông tin tiếp theo. 40 giờ truy bắt đối tượng vận chuyển gần 1 kg chất cấm. Sáng 12 tháng 9, sau 40 giờ lẩn trốn, Nguyễn Mạnh Linh, sinh năm 1991, ngụ tại thị trấn Madagui, huyện Đạ Uai, tỉnh Lâm Đồng, đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang trốn trong chòi canh vườn sầu riêng của người dân. Nguyễn Mạnh Linh là đối tượng dùng xe máy chở Tô Vũ Tuấn, sinh năm 1992, ngụ tại xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, vượt đường rừng để đi qua chốt kiểm dịch tại Đèo Chuối, huyện Đạ Huai, vận chuyển gần 1 kg chất cấm các loại và 709 viên thuốc lắc lên thành phố Bảo Lộc tiêu thụ. Lực lượng công an đã kịp thời phát hiện bắt giữ Tô Vũ Tuấn cùng tang vật vào trưa ngày 10 tháng 9, còn Nguyễn Mạnh Linh bỏ chạy trốn vào rừng. Cùng với việc huy động lực lượng quanh vùng truy bắt đối tượng, công an huyện Đạ Huai đã tới vận động gia đình, thuyết phục đối tượng ra đầu thú. Hai ngày qua, mặc dù mưa to gió lớn do ảnh hưởng của bão, nhưng cán bộ chiến sĩ công an huyện Đạ Huai và công an các xã, thị trấn trong vùng vẫn ngày đêm truy bắt Nguyễn Mạnh Linh. Sáng 12 tháng 9, lực lượng chức năng đã phát hiện khống chế bắt giữ đối tượng này khi đang lẩn trốn trong chòi canh sầu riêng của một gia đình tại thôn 1, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huai. Bước đầu, Công an huyện Đạ Huai xác định Tô Vũ Tuấn mua số chất cấm trên với giá 8.000 đô tại khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia thuộc tỉnh Bình Phước. Tuấn đem theo chất cấm mua được di chuyển bằng đường mòn từ Bình Phước lên Lâm Đồng qua địa phận huyện Cát Tiên. Sau đó, Tô Vũ Tuấn liên hệ với Nguyễn Mạnh Linh dùng xe máy chở Tuấn bằng đường rừng để đem số chất cấm trên lên thành phố Bảo Lộc bán. Trên đường đi thì bị lực lượng chức năng phát hiện truy bắt tại khu vực Đèo Chuối. Đây là vụ vận chuyển tàng trữ trái phép chất cấm lớn nhất từ trước tới nay, được Công an huyện Đạ Huai phát hiện và bắt giữ. Người đàn ông thông chốt kiểm dịch còn ngang ngược cãi cùn suốt 9 phút. Sau hành vi thông chốt kiểm dịch, người đàn ông này còn có thái độ rất ngang ngược khi làm việc với lực lượng chức năng, khiến người xem phải nóng mắt. Trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài gần 9 phút, ghi lại sự việc người đàn ông điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, còn thông chốt kiểm dịch. Điều khiến dư luận bất bình hơn cả là thái độ ngang ngược của đối tượng vi phạm. Mở đầu đoạn clip, lực lượng chức năng yêu cầu người đàn ông này xuất trình giấy tờ, nhưng người này ngồi trên xe, hất hàm đáp. Rồi, giờ muốn gì? Anh em mình cùng bị bệnh nói chuyện với nhau, tôi giấy tờ đàng hoàng đây rồi. Lúc này các chiến sĩ công an giải thích các lỗi vi phạm khi đi qua chốt, không dừng xe dù đã có hiệu lệnh của lực lượng chức năng yêu cầu dừng lại. Vẫn với vẻ mặt cưng cưng, người này cãi cùn. Tôi chả thấy cái gì cả, chỉ thấy màu đen màu đỏ, chốt là cái gì? Tôi đi ra đường tôi mua đồ ăn, thức uống, các anh cấm tôi là thế nào?
Thứ nhất là bảo anh dừng xe qua chốt kiểm dịch nhưng mà anh đi thẳng luôn, anh tông, anh chạy thẳng luôn. Ngoài kia có công an quận. Anh phải dừng lại chốt để kiểm tra giấy tờ đi đường của anh. Tại sao anh không dừng, anh lại đi thẳng? Anh qua chốt đã có tín hiệu của lực lượng. Tiếp đó được tra hỏi thêm thông tin về nơi ở, người này móc ví đưa ra giấy tờ rồi bắt cán bộ công an tự xem. Theo đoạn clip, người đàn ông này được cho là ở Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chưa hết, đối tượng còn tháo khẩu trang xuống cằm và dọa chiến sĩ công an. Nếu tôi bị bệnh thì các anh cũng bị bệnh luôn. Bây giờ các anh muốn như thế nào? Sau một hồi nhẹ nhàng thuyết phục không được, lực lượng chức năng cương quyết yêu cầu đối tượng này về trụ sở làm việc. Tuy nhiên đối tượng liên tục tháo khẩu trang, văng tục rồi ngúng nguẩy đi đi lại lại câu giờ không chịu chấp hành. Cán bộ trực chốt đã buộc phải khống chế đối tượng lên xe công vụ. Cho lên. Dừng lại. Ngồi lên đây hai anh em, hai người lên chỗ đây, hai người lên chỗ. Đeo khẩu trang lên. Khi bị yêu cầu về trụ sở xử lý, đối tượng lươn lẹo đòi xe máy rồi bỏ đi. Dù vi phạm rành rành, hắn lại giờ cho ăn vạ, kêu la om sòm, còn vứt giấy tờ cá nhân xuống đường. Đeo khẩu trang lên rồi. Quay lại. Anh tự vứt nhá. Chứng kiến vụ việc, người dân xung quanh chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đáng chú ý suốt quãng đường về trụ sở, hắn không ngừng la hét, gây náo loạn. Ngay sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, loạt hành động chống đối của gã đàn ông này đã khiến cho dân tình bức xúc. Đa phần đều chỉ trích gay gắt thái độ bố đời của đối tượng vi phạm khi làm việc với lực lượng chức năng. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương lấy ảnh cháu bé đang chiếu đèn tắm rồi suy diễn thiếu tã, thiếu sữa để kêu gọi từ thiện. Tối qua, thông tin thất thiệt về hàng trăm trẻ em sơ sinh có bố mẹ là F0 tại Bệnh viện Hùng Vương đang không có người thân chăm sóc, thiếu tã sữa được chia sẻ trên mạng xã hội. Cụ thể, một tài khoản Facebook đã đăng tải hình ảnh hàng chục trẻ sơ sinh nằm cạnh nhau cùng lời bình hàng trăm trẻ không có người chăm nom, mẹ là F0, khóc thét cả ngày vì đói, không có đồ mặc, không có tã thay, không có sữa uống, nhiều trường hợp các con không thể liên lạc với gia đình vì người thân đã ra đi. Sau đó, tài khoản cũng đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm, mỗi người hãy dang rộng cánh tay, che chở và đóng góp giúp cho các con có tã, có quần áo mặc. Sáng nay, chúng tôi đã liên lạc với tiến sĩ bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, giám đốc Bệnh viện Hùng Vương về vụ việc. Bà cho hay rất bức xúc khi người viết đã tự ý suy diễn và kêu gọi từ thiện khi chưa có sự cho phép, gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của bệnh viện. Hình ảnh trong bài viết sai sự thật được ghi lại ngày 11 tháng 9 khi một đơn vị truyền thông đến bệnh viện để ghi hình tại khoa sơ sinh. Ngay thời điểm bức ảnh được ghi nhận, đội ngũ y tế đang chiếu đèn để chuẩn bị tắm cho các bé. Lúc các cháu tắm thì làm sao có thể mặc quần áo được mà tài khoản Facebook suy diễn là thiếu quần áo tã sữa. Hơn nữa, trẻ sơ sinh một ngày thì bú 8 cữ, giữa các cữ các cháu thưởng thức và quấy khóc là bình thường. Nhưng người viết lại nói là kêu khóc cả ngày để tự mình đứng ra kêu gọi từ thiện. Tiến sĩ bác sĩ Tuyết nói thêm. Đại diện Bệnh viện Hùng Vương cho biết, trong thời gian gần đây nhiều đơn vị đã gửi sữa đến, nhưng bệnh viện không nhận vì vẫn đảm bảo đủ sữa cho các bé. Hiện tại ở khoa sơ sinh, trẻ chào đời buộc phải ở tại khoa ít nhất 72 tiếng đồng hồ để xét nghiệm PCR 2 lần xác định âm tính với COVID-19 mới được chuyển sang chăm sóc tại trung tâm HPOE hoặc thân nhân đón về. Trong thời gian ở khoa thì các cháu rất là đông, hiện tại 100 giường nhưng lúc nào cũng trên 200 bé. Nhiều trường hợp bố mẹ chưa thể đón về nên thực tế tình trạng quá tải là có, nhưng khẳng định không bao giờ có chuyện thiếu sữa, quần áo. Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết cho biết. Sau khi Bệnh viện Hùng Vương thông tin, chủ nhân tài khoản này cũng sửa lại nội dung bài đăng, bỏ các chi tiết thiếu sữa, tã, quần áo, thay vào đó là kêu gọi ủng hộ lồng ấp, máy thở cho các bé sinh non và đưa thêm số tài khoản của các phòng công tác xã hội, hội chữ thập đỏ bệnh viện vào bài đăng.
Bệnh viện Hùng Vương đang là trung tâm điều trị sản phụ F0 lớn nhất thành phố. Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết cho biết, từ tháng 4 đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 1.000 thai phụ, trong đó có khoảng 500 trẻ em được sinh ra từ các bà mẹ mắc COVID-19. Có trẻ không may mắn từ trong bụng, có trẻ rất non tháng, buộc phải chấm dứt thai kỳ để cứu mẹ. Và có rất nhiều trẻ ra đời đủ tháng, khỏe mạnh. Hiện tại, Bệnh viện Hùng Vương đang chăm sóc ổn định hàng trăm trẻ sơ sinh có mẹ mắc COVID-19. Trước tình trạng khá đông các trẻ sơ sinh chưa được đón, với sự chung tay của Ủy ban Nhân dân quận 5, Trường Mầm non Họa My 2 và Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm HOPE được ra đời, bà Diễm Tuyết cho biết. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Phát hiện nhóm người trốn trong xe luồng xanh, một người nghi mắc COVID-19. Thấy xe tải luồng xanh có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và phát hiện có 3 người trốn trong cabin và thùng xe, trong đó có một người nghi mắc COVID-19. Vào lúc 3 giờ ngày 15 tháng 9, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát liên ngành số 6 tỉnh Kiên Giang ở cuối tuyến cao tốc Lộc Tẻ - Rạch Sỏi thuộc xã Dục Tượng, huyện Châu Thành, phát hiện tài xế Nguyễn Hữu Kiệt, 42 tuổi, ngụ huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 79C-05902 có đăng ký luồng xanh, nên ra hiệu lệnh dừng xe để xuống khai báo y tế. Tại đây, Kiệt cho biết trên xe không chở người, thấy có nghi vấn, tổ kiểm soát đã kiểm tra trên cabin và thùng sau xe tải, thì phát hiện thêm 3 người là Dương Minh Phước, 32 tuổi, Phan Quang Hồng Thuyết, 30 tuổi và Hoàng Văn Nam, 36 tuổi, cùng ngụ tỉnh Khánh Hòa. Tất cả đều có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Qua làm việc, Kiệt thừa nhận trước đó đã từng chở dư người trên xe và bị chốt kiểm soát phát hiện buộc quay trở lại. Lần này để qua mắt lực lượng chức năng, Kiệt đã khai gian đi một mình và yêu cầu những người còn lại nằm trốn trong cabin và thùng xe. Trong đó Kiệt và Nam là tài xế, còn Phước và Tuyết có nhiệm vụ bốc vác hàng hóa. 4 người chạy xe tải xuất phát từ tỉnh Khánh Hòa đến nhận trái cây đưa lên xe tải tại thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận, rồi chở thuê cho các chủ hàng đến thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang tiêu thụ. Qua lấy mẫu xét nghiệm nhanh tại chốt kiểm soát, mẫu của Hoàng Văn Nam có dấu hiệu dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 4 người này đã được Công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng với Trung tâm Y tế huyện đưa đi cách ly y tế tạm thời để chờ kết quả xét nghiệm PCR đối với Nam xem có mắc COVID-19 hay không. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Kẻ nghiện chất cấm lao xe vào cảnh sát thành phố Hồ Chí Minh. Lao xe vào cảnh sát, nam thanh niên này còn thông chốt kiểm dịch bất thành và sau đó đã bị cảnh sát quật ngã. Hôm nay, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đang củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Tiến Sang, 24 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, về hành vi chống người thi hành công vụ. Vào trưa ngày 11 tháng 9, tổ công tác tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại giao lộ Nơ Trang Long, Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh, phát hiện Sang đi xe gắn máy tốc độ cao. Khi đến chốt, người này không dừng lại mà lao thẳng vào Thượng úy Đỗ Ngọc Đức, cán bộ phòng PC07, được tăng cường hỗ trợ cho Công an quận Bình Thạnh chống dịch. Khi đó, Thượng úy Đức đã nhảy tránh cú tông rồi lao đến khống chế nghi phạm. Sang chống trả quyết liệt nhưng bị nam cảnh sát quật ngã, bàn giao cho Công an phường 13 quận Bình Thạnh. Qua kiểm tra, nhà chức trách xác định Sang dương tính với chất cấm. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. 6 thanh niên thuê khách sạn để nhậu khi giãn cách xã hội. Hôm nay, Công an phường Phú Mỹ, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã lập hồ sơ xử lý 6 thanh niên về hành vi không thực hiện áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người. Trong đó có 4 người bị xử lý thêm về hành vi sử dụng trái phép chất cấm. Cảnh sát đã lập hồ sơ xem xét xử lý chủ khách sạn ở địa phương do vi phạm quy định trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Chiều qua, Công an phường Mỹ Phú đã kiểm tra khách sạn ở địa phương, phát hiện có 6 thanh niên trên đang tụ tập ăn nhậu. Nhân viên y tế đã xét nghiệm nhanh, tất cả đều có kết quả âm tính. Qua làm việc, 6 người này thừa nhận trước đó đã nhậu ở huyện Cao Lãnh. Tàn tiệc, cả nhóm đến thành phố Cao Lãnh thuê phòng khách sạn để nhậu tiếp. 4 người trong số họ dương tính với chất cấm. Từ ngày 19 tháng 7 đến nay, Đồng Tháp thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Cơ quan chức năng đã phát hiện xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm với lỗi chủ yếu như ra đường trong trường hợp không cần thiết, tụ tập đông người. Mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý khác. Cao Bằng, 3 người dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam bị phát hiện. Thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng cho biết mới đây, Công an xã Đức Long, huyện Thạch An đã phối hợp với đồn biên phòng Đức Long bắt quả tang 3 người có hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Các công dân trên gồm Lưu Văn N, sinh năm 1999, Lưu Văn L, sinh năm 1993, cùng trú tại xã Đức Long, huyện Thạch An, và Đường Thị H, sinh năm 1969, ở huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Trước đó, vào ngày 10 tháng 9, Công an xã Đức Long nhận được tin báo có trường hợp công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua lối mòn tại khu vực mốc 960 thuộc xóm Bản Mới, xã Đức Long.
Tiếp nhận nguồn tin, Công an xã Đức Long đã phối hợp với đồn biên phòng Đức Long xuống hiện trường phát hiện và bắt quả tang 3 công dân trên. Qua khai thác, 3 công dân này khai nhận xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động làm thuê từ tháng 2 năm 2020. Đến tháng 9 năm 2021, do phía Công an Trung Quốc tăng cường kiểm tra phát hiện 3 công dân Việt Nam không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp, nên chủ cơ sở thuê 3 người này đã buộc thôi việc đối với những công dân này. Hiện đồn biên phòng Đức Long đã ra quyết định xử phạt hành chính mỗi công dân trên số tiền là 3 triệu đồng, đồng thời đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Rất nhiều tin tức đáng chú ý khác đang chờ đón quý vị trong các bản tin tiếp theo trên kênh Tin Tức Việt. Quý vị đừng rời kênh vì Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay sau đây.